thẳng hàng. Công suất cực đại là 48 mã lực ở bồng tua 6.000 và hệ thống làm mát bằng không khí. Và khối lượng của chiếc xe này là 226 kg. Và với cái mức chiều cao yên rất là dễ đối với những anh em mà có chiều cao khiêm tốn, đó là 7-90. Một cái chiều cao yên là hầu như là ai cũng có thể chạy được và điều khiển rất là dễ dàng trên phố. Và đặc biệt một cái điểm mà nó tạo nên cái sự nổi bật đó chính là màu xanh. Màu xanh này là màu xanh đá phiến được kết hợp với những cái chi tiết chrome, là cái dòng đặc trưng của VKS đó là chrome. Thì nó làm cho cái sự hài hòa và cái sự đặc biệt. Và hiện nay mẫu VKS800 chỉ có một màu này tại thị trường Việt Nam nha mọi người. Và cái điểm mà mọi người ai cũng quan tâm trong buổi sáng ngày hôm nay đó chính là giá bán ạ. Thì bây giờ để tạo không khí một chút xíu thì mọi người có ai đoán được cái giá của chiếc xe này là bao nhiêu tiền không ạ? Nếu mà ai đoán trúng chính xác nhất, gần hoặc là gần chính xác nhất thì em sẽ có một cái phần quà nho nhỏ.